Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư CBS xin chào các quý khách hàng. Sau đây, chúng tôi giới thiệu với quý khách hàng gói giải pháp siêu hấp dẫn của dự án Time Garden Vĩnh Yên Residence. Với giá chỉ từ 5,4 tỷ chưa trừ chiết khấu, khách hàng có ngay một căn biệt thự đã được xây thô hoàn thiện mặt ngoài. Đơn giá đất chỉ từ 21 triệu đồng một mét vuông. Chỉ cần thanh toán 10% đã có thể ký ngay hợp đồng mua bán. Khách hàng được quyền lựa chọn một trong ba gói tài chính hấp dẫn. Gói 1, khách hàng thanh toán bằng vốn tự có trong vòng 24 tháng. Gói 2, khách hàng nhận chiết khấu ngay 8% khi thanh toán nhanh bằng vốn tự có trong vòng 2 tháng. Gói 3, khách hàng được quyền vay tối đa 60% trong vòng 20 năm, được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Vậy, những gói tài chính này sẽ phù hợp với nhóm khách hàng nào? Với gói 1, thanh toán bằng vốn tự có trong vòng 24 tháng, gói này phù hợp với khách hàng đã có tích lũy, có nguồn thu nhập tốt và ổn định. Gói 2, khách hàng nhận ngay chiết khấu 8% khi thanh toán nhanh bằng vốn tự có trong vòng 2 tháng. Gói này sẽ phù hợp với khách hàng đã có sẵn tài chính, muốn nhận nhà về ở sớm. Đối với gói 3, khách hàng được quyền vay tối đa 60% trong vòng 20 năm, được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Gói này sẽ phù hợp với khách hàng đã có tích lũy ban đầu, chỉ thanh toán tiền năm đầu, 1,5 năm sau mới phải trả gốc lãi và gốc lãi giảm dần. Phù hợp với khách hàng mua để đầu tư. Cụ thể, với căn biệt thự nhà vườn giá 5 tỷ 439 triệu đồng. Với gói 1, khách hàng thanh toán 10% giá trị căn biệt thự tương đương 544 triệu đồng, khách hàng có thể ký ngay hợp đồng mua bán. 90% còn lại tương đương số tiền 4 tỷ 895 triệu, khách hàng được thanh toán làm 8 đợt trong vòng 24 tháng. Mỗi đợt thanh toán từ 10 đến 15% giá trị căn biệt thự tương đương từ 544 triệu đến 816 triệu đồng. Mỗi đợt cách nhau 3 tháng. Với gói 2, khách hàng được nhận ngay chiết khấu 8%, giá trị căn nhà sau chiết khấu chỉ còn 5 tỷ 043 triệu. 10% để ký hợp đồng mua bán tương đương 504 triệu đồng. 90% còn lại tương đương số tiền 4 tỷ 539 triệu, khách hàng được thanh toán làm 2 đợt trong vòng 2 tháng. Mỗi đợt thanh toán từ 40 đến 45% giá trị căn biệt thự tương đương từ 2 tỷ 017 triệu đến 2 tỷ 270 triệu đồng. Mỗi đợt cách nhau 1 tháng. Với gói 3, tương tự gói 1 ở 40% đầu tiên, khách hàng xuống 10% ký hợp đồng mua bán tương đương 544 triệu đồng. Sau đó, 3 đợt tiếp theo xuống 30%, mỗi đợt cách nhau 3 tháng, số tiền mỗi đợt 10% tương đương 544 triệu đồng. Còn lại 60% giá trị căn nhà tương đương 3 tỷ 263 triệu, khách hàng được ngân hàng giải ngân. Thời gian vay tối đa lên đến 20 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Theo phương án này, vốn tự có của khách hàng bỏ ra trong năm đầu tiên là 40% trong vòng 9 tháng, tương đương 2 tỷ 176 triệu đồng và 3 tháng tiền nợ gốc tương đương 15 triệu đồng. Tổng số tiền năm đầu tiên khách hàng bỏ ra là 2 tỷ 191 triệu đồng. Đến năm thứ 2, khách hàng vẫn đang được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0%, nên chỉ phải bỏ thêm số tiền trả gốc hàng tháng là 5 triệu đồng mỗi tháng. Sang đến năm thứ 3, khách hàng còn 3 tháng nhận hỗ trợ lãi suất 0% từ chủ đầu tư, nên việc trả gốc và lãi trung bình của năm 3 chỉ ở mức 33 triệu mỗi tháng. Từ năm thứ 4, khách hàng trả gốc và lãi trung bình ở mức 42 triệu đồng mỗi tháng và con số này giảm dần về những năm tiếp theo. Phương án này sẽ tối ưu hơn trong trường hợp khách hàng bỏ thêm tài chính thanh toán trước hạn trong thời gian ưu đãi lãi suất 18 tháng đầu, sẽ không bị phạt phí trả nợ trước hạn và làm giảm lãi vay của những năm sau. Phương án tính chất tham khảo theo chính sách bán hàng tùy thời điểm. Trên đây là 3 gói giải pháp tài chính cho tất cả các khách hàng có nhu cầu tìm hiểu dự án Time Garden Vĩnh Yên Residence. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ đến các bạn chuyên viên tư vấn của CBS để được hỗ trợ một cách tốt nhất.
Kính chúc quý khách hàng sớm lựa chọn được căn biệt thự như ý.